21, 22, 23, 24, 25, 6, 25 mình nhỉ? Một, hai, tám, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai năm, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, hai mươi. 31, 32, 30. 30, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30. 39, 30. Nhiều quá.
Mọi người ơi, nãy giờ Lui nó học như nào ấy Lui? À mọi người, các cô, các chú. Như nào? Thử đọc lại cho nào, thử đếm lại cho nào. Cao quá. Cao quá à? Mới học đến số 20 thôi à? Cao cổ lên lên từng đây cao quá. Thì học không được cái khóc à? Hay sao? Hả? Học không được rồi khóc à? Rồi bây giờ cô lấy bài thế này. Đếm lại. Không biết cái nào. Này à. Này à, rồi đếm lại từ đâu nào. 1, 2, 3. Rồi đếm lại nào. Úi dồi ôi, con trai mà đồng một chút là khóc. Rồi đếm lại nào. Đếm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ừ. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ừ. 22. Ừ. 23. Ừ. 24. Ừ. 25. Ừ. 26. Ừ. 27. Ừ. 28. Ừ. 29. Ừ. 30. Ừ. 31. Ừ. 32. Ừ. 33. Ừ. 34. Ừ. 35. Ừ. 36. Ừ. 38. 36 đến 37. 37. Ừ. 10. Ừ, 37. Đây là 37 đúng không? Vâng. 37 rồi đến 3. Số 7 rồi đến số mấy? Số 7 á. À. 30. Số 7 rồi đến số 8. 8. Ừ, 37 rồi đến 3. 38. Đúng rồi. Đây, giữ nguyên ở đây. Đây là 37. Rồi đếm tiếp. 37. Ừ. 38. Ừ. 39. Ừ. 30. 39 rồi đến 40. 40. Ừ. 41. Đúng rồi, có 41 cái bánh bao. Rồi viết vào số 41. Số 4 á. 41 là số 4 và số 1. Số 4 á. Ờ. Số 4 chưa khác. Ờ. Đúng rồi. Số 4. Đấy, dễ mà đúng không? Nãy giờ tường số 3 với số 4. Thế á? Nhưng mà nãy giờ luôn có đếm thật không? Nãy giờ luôn từng viết như này cơ. Viết như nào? Số 4 với số 5 cơ. Số 4 với số 1. Viết vào đây số 4 và số 1. Số 4 chưa cả. Ừ. Số 4 trước rồi đến số 1. Ừ. 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 Đúng rồi, số 4 đúng rồi. Rồi bây giờ cô Lệ sẽ đưa iPad cho Lôi viết này. À thôi, học xong đã. Viết từ số 1 cho đến số 20. Nhớ không? Rồi đếm cái này. Hà cao cái bánh. Rồi đếm cái bánh nào. Có bao nhiêu cái bánh nào? Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ừ. 16. 14 rồi đến 16 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ừ. 16. Ừ. 17. Ừ. 18. Ừ. 18 rồi. 18 ở đây. 18. Ừ. 19. Ừ. 20. Ừ. 21. Ừ. 22. Ừ. 23. Ừ. 24. Ừ. 25. Ừ. 26. Ừ. 27. Ừ. 28. Đúng rồi. 29. Ừ. 30. Đúng rồi. Rồi. Rồi viết vào rồi đấy. Rồi rồi. Sau những trần đòn thì bây giờ đã viết rồi, biết đọc rồi. Rồi bây giờ viết số 30 vào đây. Số 3 và số 0. Số 3 và số 0 á. Ừ. Số 3. Ê, 3 nào ơi. À. Ừ, đúng rồi, số 3 và số 0, đúng rồi.
Rồi bây giờ điền vào các số còn thiếu. Ôi dồi ôi, buồn ngủ quá. Cô Lê tí nó vẫn viết rồi đây à? Đúng rồi. Wow. Ôi dồi ôi. Cất luôn rồi. Cáo quá cô Lê ơi. Cô Lê ơi, mấy cái số này cô Lê mấy cái số này nè. Cái số này nè cao quá. Ừ, cao. Tôi tổng 33 cả. 6 tuổi rồi đấy. Chứ không phải là mấy tuổi nữa, suốt ngày học được từ số 1 đến số 10 đâu. Cô Lê. Đúng rồi. Để xây cả là Rồi tự viết đi nha. Cô Lê đi phơi. Đi giặt đồ á. Ê đồ này. Cô Lê chưa giặt quần áo à? Đồ này ngốc. Đã quay. Sao cũng được mà. Nè thôi nào nè. Nè con Lê không như thế nè. Chán nè. Kinh khủng quá. Ủa, con gì đây? Con gì đây? Ui. Ai lên cho các bạn. Con gì đây? Thế đây sợ quá, đây sợ ma quá. Ở nhà cũng sợ ma mà. Đây chả sợ ma. Ở đây ai chả sợ ma. Ở đây có ai sợ ma đâu. Sao có nhiều mọi người xem thế. Có nhiều người xem nè. Cảm ơn mọi người. Có nhiều người xem nha. Sao cái lừa lùa đùa đùa ấy. Con gì ấy. Đúng đùa nữa. Đúng chiêu xuống ngày chiêu. Đang học rồi nghe gì. Chưa làm gì nữa. Á à? Không. Á à? À làm gì à. Thôi. Đi nữa chút học bài ơi.